tiết rừng phòng hộ ven biển bị sói lở là sóng đánh vào là bị sạt lở từ 20, 30, 40 mét vào sông đất liền. Nếu như mà cây rừng nó bị chống hoặc là yếu thì sẽ nó sạt lở sẽ nhiều hơn. Rừng như vậy rồi bây giờ chặt bà con đào lên là nói chung là toàn bộ là làm hết. Mà lúc đó cái tình hình sao mà dịch bệnh rủi ro nó nặng lắm, nó chết nhiều. Mà chết đa số là nó chết đúng ngoài vùng ngoài trống. Còn cái vùng trong rừng thì tôi đi tôi kiểm tra thì không thấy chết. Để góp phần giải quyết những vấn đề này một cách hài hòa, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN và Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đang thực hiện dự án khôi phục rừng ngập mặn thông qua mô hình nuôi tôm bền vững và giảm phát thải ở Cà Mau, viết tắt là MAM. Để được cấp chứng chỉ sinh thái, vuông hay còn gọi là ao nuôi tôm cần có ít nhất 50% diện tích rừng ngập mặn. Dự án MAM hỗ trợ người nuôi tôm, đảm bảo giúp đỡ người dân đáp ứng chỉ tiêu này. Qua những cái hoạt động như là tập huấn cho người dân trên 1.300 hộ trong năm qua, cũng như là hỗ trợ cho xây dựng được 35 tổ liên kết sản xuất nuôi tôm sinh thái trong vùng. Chúng tôi cũng cam kết là mua với họ với giá là cao hơn 10% so với này các cái loại tôm khác mà không có chứng nhận sinh thái. Chúng tôi phải có trách nhiệm để bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường tức là tự bảo vệ mình để làm sao mà cái ngành tôm phát triển bền vững. Hướng tới sẽ được tiếp tục mở rộng cái phạm vi rộng hơn, thêm khoảng 6.000 hecta thì cái chương trình mình cũng đã là khởi động rồi.